Cái bàn đạp này nhiều người không biết, cứ tưởng vặn bên nào được, nhưng thật ra nó có ốc gen trái và gen phải. Đối với cái bidan thì nó sẽ có ký hiệu ở trên cái bidan, có hai cái ký hiệu thứ nhất là ở đây L và chỗ này là L đấy. Những cái bidan nó không có ở đây thì nó sẽ có ở đây, thì nó sẽ có L và R, thì nó sẽ tượng trưng cho là bên phải bên trái, là gen phải bên trái và gen trái. Gen phải thì nó sẽ bao giờ nó cũng là cái ốc R này. Đấy, ốc R thì nó sẽ là bên phải nhá. Bên phải là bên đùi đĩa này. Đấy, nên là mọi người sẽ lắp này. Cùng hướng kim đồng hồ là nó vào này. Đó. Và cái này dùng clip 15. Đấy, phải xoáy tay bao giờ vào được thì mình dùng clip mình siết chặt. Và mình phải siết chặt. Nếu không siết chặt là sau này đạp nó sẽ bị cháy gen. Bên trái nó sẽ là bên đùi đơn. Chúng ta cũng lại xoáy ngược lên như này. Xoáy ngược kim đồng hồ là nó là xoáy vào. Đó. Nó là gen trái mà.